Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một video cực kỳ là hay luôn. Nếu mà các bạn nào đang theo dõi về những SCP á, thì chắc chắn các bạn biết rằng SCP-096 Ma Than Khóc hiện tại là nhân vật mạnh nhất ở trên kênh của mình. Và mình đã sử dụng rất là nhiều cách, rất là nhiều cái bẫy để tiêu diệt nó, nhưng không thành công các bạn à. Đã có một lần SCP-096 đã tiêu diệt được ma đầu lo Siren Head SCP-6789 chỉ bằng một cú đấm. Một cú đấm thôi là ma đầu lo đã gục, không thể nào mà chiến thắng được. Ok, hiện tại bây giờ mình thấy là SCP-096 quá là bá đạo, cho nên là mình đã nhanh chóng tìm ra một nhân vật có sức mạnh ngang ngửa với SCP-096 để cho hai nhân vật này chiến đấu với nhau, để xem coi ai là nhân vật mạnh nhất ở trong cái thế giới Minecraft này. Và các bạn biết nhân vật mà mình muốn nói tới đó là ai không? Đó chính là ma mèo Cartoon Cat. Đây là nhân vật mà mình đã sử dụng rất là nhiều bẫy và nhiều cách để tiêu diệt nhưng không thành công các bạn, nó đã vượt qua rất là dễ dàng. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video để xem coi hai nhân vật này khi gặp nhau ai sẽ là người chiến thắng nha các bạn. Let's go. Trước khi bắt đầu trận đấu giữa ma mèo Cartoon Cat và SCP-096 Ma Than Khóc á, thì mình sẽ còn một cái thử thách dành cho hai cái nhân vật này. Lần trước mình đã sử dụng rất là nhiều cách để tiêu diệt hai nhân vật này nhưng không thành công, và mình đã thiếu đi một cách mà các bạn đã nhắc mình, đó là cho hai nhân vật này đánh nhau với rồng Ender ở dưới The End. Đó, để xem coi là hai nhân vật này có thành công vượt qua thử thách của mình hay không nha. Bây giờ thì mình đang tìm đến cái End Portal. Đây, có rồi. Cái này để làm gì? Để chúng ta có thể xuống The End và để xem coi hai nhân vật này có thực sự là mạnh mẽ hay là không, hay là sẽ bị rồng Ender tiêu diệt. Nếu mà rồng Ender tiêu diệt được hai nhân vật này thì coi như là không có trận đấu xảy ra nha các bạn. Tại vì hai nhân vật này không bằng rồng Ender thì chiến đấu với nhau làm cái gì? Rồng Ender đã mạnh nhất rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống The End nha các bạn. Let's go. Woo, xuống cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ thì để mình coi coi rồng Ender. Wow, rồng Ender xuất hiện rồi các bạn ơi. Rồng Ender đang đằng kia kìa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi ma mèo Cartoon Cat ở đây nha các bạn, chính giữa The End luôn. Đây, nơi mà con rồng nó sẽ gọi là đáp xuống. Mình phải né ra, tại vì cái con mèo này nó có khả năng làm cho mình trở về chế độ sinh tồn các bạn. Mình rất là nguy hiểm cho mình. Đấy, bây giờ mình phải né ra. Đợi khi nào mà con rồng đáp xuống á thì con rồng sẽ chạm trán với Cartoon Cat. Các bạn có thể thấy là cái con ma mèo Cartoon Cat nó đang đứng nhảy rất là bình thường không? Kiểu như nó đang khiêu chiến với đối thủ các bạn, kiểu như nó khích khích đối thủ đó. Con ma mèo này thì các bạn cũng đã biết rồi, sức mạnh của nó cũng rất là ghê gớm, không có cái gì để có thể hủy diệt được nó hết á. Ok, mình đã rất là khó khăn mới tiêu diệt được nó. Rồi bây giờ thì để xem coi. Ok, đáp xuống rồi. Ok, đánh nhau rồi coi. What? Quay, đừng. Wow, hồi nãy các bạn có nhìn kịp không? Mình chưa kịp nhìn gì hết là cái con ma mèo Cartoon Cat đã tấn công mình rồi. Vậy là kết quả như thế nào ta? Ok, bây giờ mình sẽ xuống lại coi coi như thế nào, chứ bây giờ mình không biết kết quả các bạn. Rồi bây giờ bay lên, nhanh lên, đâu rồi. Rồi Ender vẫn còn kìa. Ủa rồi có con ma mèo đâu? Chẳng lẽ nào ma mèo nó thua? Không thể nào được. Sao mà thua được? Ok, bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn coi nha. Trước khi làm lại thì mình ăn táo vàng vô một cái nha các bạn cho chắc cú. Trời ơi, mình đã mặc bộ đồ kim cương sẵn luôn rồi, cho nó chắc. Bây giờ mình sẽ triệu hồi ma mèo Cartoon Cat ra để cho cái con rồng này nó bay xuống nha. Nhưng mà mình sợ nó cho mình trở về chế độ sinh tồn quá. Ok, không có rồi các bạn ơi. Yeah, bây giờ nó đang đứng đợi nè. Chúng ta sẽ đứng đây đợi để xem coi là hai con khi mà gặp nhau đánh nhau như thế nào. Mình chưa kịp gặp gì hết nó bắt mình. Mà sao hồi nãy mình đứng... Đây, tới rồi. Oh my god. What, con rồng bị tấn công rồi. Ui, con ma mèo vẫn còn kìa. Wow, ma mèo vẫn còn. Vậy là ma mèo đã vượt qua rồi các bạn ơi. Ai, nhưng mà nó bắt mình. No, đừng tha em. Ui, nó bắt mình các bạn à. Nhưng mà các bạn cũng đã thấy kết quả rồi. Đó là ma mèo Cartoon Cat đã vượt qua được cái thử thách của mình rất là dễ dàng. Chỉ cần một đấm thôi là cái con rồng Ender lên thiên đàng ngay lập tức. Wow, vậy thì bây giờ tiếp theo sẽ là đến với SCP-096 nha các bạn. Tội nghiệp cho rồng Ender quá, chưa cái gì hết rồi bị con mèo kia nó tán cho một cái sắp mặt luôn rồi. Ok, bây giờ sẽ là đến với SCP-096 đánh nhau với rồng Ender. Đây là bài test mà phải nói là cực gắt luôn á bạn. Ok, không biết là SCP-096 có vượt qua hay không, mình sẽ để SCP-096 đứng ở đây. Wow, đứng ở đây nè các bạn ơi, nhìn nó ngầu chưa? Đấy, nó đang nhìn đấy, nhìn nó ngây thơ như vậy thôi. Chứ hả, đụng vô nó đi sẽ biết. SCP-096 Ma Than Khóc đó các bạn. Rồi ok, bây giờ là rồng ơi, xuống đây, có khách đứng đợi này. Ok, come on. Rồi, nó khóc rồi kìa. Nó khóc rồi các bạn ơi, nó khóc rồi. Ai đụng đến nó mà nó khóc vậy? Oh come on. Rồi bây giờ là con rồng kia.
bay xuống đi, con rồng hình như nó sợ rồi bạn ơi, nó không dám bay xuống. Rồi nó đứng đây nó khóc rồi. Nó mà khóc á là nó sẽ tấn công một người nào đó. Ok, con rồng bay xuống. À, nó đang khóc mà con rồng dám ủi nó. Con rồng này được lắm, để xem chuyện gì sẽ xảy ra với con rồng này đây. Ủa, mà sao nó khóc lâu dữ vậy trời, mình chưa thấy cái con ma nào nhõng nhẽo như con ma này luôn các bạn. Nghĩ sao mà cứ đứng khóc, người ta đánh mình mà đứng khóc. Ok, nó mạnh lắm chứ không phải nó yếu đâu các bạn. Wow, nó đang dí theo ai kìa. Đang dí theo con rồng. Rồi, oh my god, nó ủi kìa. Rồi con rồng ơi, rồng ơi, rồng chỉ cần đáp xuống thôi là chắc chắn con rồng này sẽ tiêu với nó. Wow, nó ủi các bạn ơi, nó ủi sập hết luôn các bạn ơi. Wow, wow, nó ủi kìa. Wow, ghê thiệt các bạn. Wow, ghê thiệt. Bây giờ nó đang kiếm con rồng các bạn. Con rồng đang là đối thủ của nó. Ủa mà con nó đâu rồi? À, nó đào dưới cái hố này. Rồi ok, con rồng dám xuống không? Con rồng dám xuống không? Con rồng cứ bay riết à, nên là nó không có đánh được. Cố lên, cố lên, nó đang tìm con rồng. Mình sẽ không bay theo đâu, mình đứng đây mình đợi nè. Con rồng cỡ nào nó cũng phải quay về đây à. Ok, con rồng, ôi con rồng đáp xuống kìa. Rồng đang đáp xuống. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ok, nó đã bắt tay rồi. Ủa nó rồi. Ôi ok, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Rồi nó làm gì con rồng? Ôi ôi, nó đang đứng ở dưới đất. Hèn gì nó không làm gì được con rồng hết các bạn ơi. Tại sao nó không đánh chúng ta? Trong khi con rồng bự như vậy mà nó nhảy lên luôn á. Mà nó oh my god, rồi kìa, đáp xuống rồi kìa. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi, come on. Ok, what? Cái gì vậy? Rồi các bạn có thể thấy là SCP-096 không đánh trúng con rồng này được. Để mình coi một lần nữa coi khi mà nó đáp xuống coi coi như thế nào cái đã. Rồi nó đáp xuống nè, để coi coi như thế nào nha. Rồi SCP-096 có làm gì được không? SCP-096 đứng kế bên nó luôn nè các bạn, nhưng mà SCP-096 không làm gì được. Oh my god, vậy tính ra là SCP-096 không làm gì được rồi. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ thử xem SCP-096 có đánh lại ma mèo Cartoon Cat hay không. Tại vì các bạn cũng đã thấy rồi là nó không tiêu diệt được cái con rồng này, thì làm sao mà đánh lại ma mèo Cartoon Cat được. Đó, nó đang đứng ở dưới kìa, nhưng mà không làm gì được luôn các bạn. Rồi ok, vậy thì bây giờ bắt đầu thôi. SCP-096 ma than khóc làm mình khá là thất vọng các bạn ơi. Ma mèo Cartoon Cat khi mà gặp cái con rồng Ender á là nó tiêu diệt một cái một luôn, rất là dễ dàng. Mà tại sao đến với cái con SCP-096 này nó lại không làm gì được con rồng là sao? Mà mình á, mình đang đánh giá cái con SCP-096 này á là cái nhân vật đang rất là mạnh, mạnh nhất luôn các bạn. Mà bây giờ không tiêu diệt được con rồng thì làm sao mà mạnh nhất được trời. Ok, bây giờ á thì các bạn thử coi coi, bình luận ở dưới coi, các bạn chọn nhân vật nào là nhân vật gọi là mạnh đó, SCP-096 hay là ma mèo Cartoon Cat. Ok, bình luận ở bên dưới nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là cho hai nhân vật này xuất hiện ra và đánh nhau. Rồi ok, đầu tiên là bên đây. Đấy, tiếp theo là bên đây. Đấy, rồi ok, vậy cho đẹp bạn. Rồi ok, bây giờ á thì mình sẽ cho SCP-096 ra trước. Ra đây nè, rồi ok. Và bây giờ trận chiến giữa SCP-096 ma than khóc và ma mèo Cartoon Cat bắt đầu. Let's go. Ok, mình mong là nó đừng có biến mình thành cái kia. Rồi ok. Chà, oh my god, nó lại biến mình thành về cái chế độ này rồi. Ok, 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 đánh nhau chưa, đánh nhau chưa? Đánh nhau chưa? Quê, quê, quê. Quê, đánh nhau chưa? Khoan nha, khoan nha. Quê, quê, đánh nhau kìa, đánh nhau kìa. Quê, dí nhau kìa, dí nhau kìa. Wow, bay lên. Oh my god, cái gì vậy? Oh my god, cái gì vậy? Đừng nói con mèo nghéo rồi nha. Con mèo nghéo chưa? Chẳng lẽ nào con mèo nó nghéo rồi? What? Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy? Wow, mình không thấy con mèo nó nghẽo, nhưng mà mình thấy là cái con SCP-096 này nó bay lên ngay cái chỗ con mèo nó đứng. Con mèo mất tiêu luôn rồi. Wow, ghê thiệt. Phải làm lại thôi các bạn ơi, hồi nãy mình chưa thấy được con nào bị hạ gục hết á. Hồi nãy là con SCP-096 đuổi theo con ma mèo Cartoon Cat rồi nó nhảy lên đúng không? Rồi sau đó là nó bay xuống. Vậy là lúc đó con ma mèo Cartoon Cat nó đi đâu? Chẳng lẽ nó bị hạ rồi sao? Bị hạ thì mình cũng phải thấy cái khối màu trắng chứ. Ok, mình chưa có thấy được cho nên là mình không có tin được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho con này ra. Rồi ok, nó đang khóc rồi các bạn ơi, nó đang khóc rồi. Mình sẽ cho con ma mèo này ra đây. Ok, ma mèo ra đi. Đúng rồi, đừng có biến mình hạ qua chế độ kìa nữa. À, con ma mèo đang đứng khiêu khích kìa. Đang đứng nhảy khiêu khích nó kìa các bạn thấy không? À, khiêu khích con SCP-096 à. Được, được. Một con thì đang khóc, một con thì đang đứng ghẹo, đứng chọc người ta. Để xem coi nó có đánh nhau không, mình mong là nó đánh nhau. Chứ hả, nó không đánh nhau cũng hơi buồn á. Tại vì mình đang muốn tìm ra cái con nào mạnh nhất. Ê, gì vậy? Cartoon Cat sợ rồi hay sao? Bỏ cuộc rồi, không dám ghẹo nữa hả? Ok, quay lại ghẹo nó nè. Quay lại ghẹo nó. Ok, ôi nó bị gì vậy? Sao nó đi vòng tròn vậy? Dí theo nó. Ôi, 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 hình như là... Ok, what? Wow! Các bạn thấy gì chưa? Các bạn đã thấy gì chưa? SCP-096 một cái một, ma mèo Cartoon Cat nằm luôn. Nằm luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi ok, một lần nữa nè. Chấp luôn, chấp ma mèo luôn. Rồi ok, ma mèo đứng nhảy nữa kìa. Có thể SCP-096 không tiêu diệt được rồng Ender, nhưng mà SCP-096 có sức mạnh để tiêu diệt được ma mèo Cartoon Cat nha các bạn.
Ok, con ma mèo này. Bây giờ mình sẽ cho thêm một con ma mèo ra nữa. Rồi đánh nhau đi. Đúng rồi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Đấy, 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 đấy. Ok, từ 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 từ. Rồi rồi rồi, hình như nó đang tìm cái con gì dưới đây nè. Nó bị kẹt con gì dưới đây nè các bạn. Nó cứ đứng vòng tròn vậy nè. Rồi, đánh nhau đi chứ. Đừng có quay vòng tròn nữa. Đúng rồi, đừng có quay vòng tròn nữa bạn ơi. Ok. Chắc chắn là có con gì ở đây nè, cho nên là nó không đánh đó bạn. Đã quá các bạn ơi, nhìn thấy hai con đánh nhau mà sướng thiệt. Mình sẽ phải cho nó ra một lần nữa. Mình sẽ cố gắng cho tụi nó đánh nhau. Ok, rồi đánh nhau đi, đánh nhau đi. Đánh nhau đi bạn ơi. Đấy, nó đứng nó nhảy nó ghẹo kìa. Cách thương kết này bây giờ nó không biến mình thành trở lại cái chế độ kia luôn bạn. Chắc nó sợ mình rồi, nó thấy mình có SCP-096 mạnh quá, nó sợ các bạn. Nó bị tiêu diệt một cái, bây giờ nó sợ luôn rồi. Để xem con SCP-096 có đánh nó hay không. Bây giờ là các bạn có thể xác định được cái con nào gọi là mạnh là chùm ở trong đây rồi đúng không? Ok, rồi rồi rồi, bắt đầu quay tiếp rồi, quay cuồng nữa rồi, không biết là sao đây. Wow, đang bay kìa, đang bay kìa, bay kìa. Wow, quá dữ luôn các bạn, ghê thiệt. Oh my god, bây giờ mình sẽ tạo ra nhiều cái con ma mèo ở đây luôn nha. Đấy, tạo ra nhiều luôn nè, đấy. Ơ, cái gì đây? Wow, một kết quả bất ngờ các bạn. Nằm im luôn rồi kìa. Quay quay, nó xỉu hả, nó xỉu hả? Không, 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 không. Còn cử động, còn cử động. Tai còn cử động nè các bạn. Tai còn cử động nha. Chưa bị làm sao hết. Ok, vậy đi bạn ơi. Đánh nhau mà xỉu là sao? Ok, mình sẽ cho thêm một con nữa. Ok. Ui, chẳng lẽ nào nó bị ma mèo hạ gục rồi sao? Wow. Vậy là hồi nãy mình phán đoán sai rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình kêu cái con SCP-096 này có thể làm chùm ở trong đây. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy là nó nằm bẹp luôn rồi. Nó nằm bất động luôn rồi các bạn ơi. Giờ sao đây? Ai sẽ giúp nó đây? Ở đây có 4 con ma mèo đúng không? Mình sẽ tạo ra thêm 1, 2, 3. Đói, 4 con nha. Một con đang nằm với lại 4 con. Để coi coi là nó sẽ đánh nhau như thế nào. Ok, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Con kia nằm bẹp rồi. Ồ, khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Sẽ làm như thế nào đây? Có đánh nhau hay không? Ok, nó đang khóc là nó chuẩn bị tinh thần đánh nhau. Ui, đứng dậy rồi kìa. Vậy là con này chỉ bị xỉu thôi chứ chưa bị hạ gục nha các bạn. Còn cái con ma mèo là bị hạ gục luôn chứ không phải bị xỉu. Rồi ok, chấp thêm một cái con này luôn nè. Đó, chấp thêm một con ma mèo luôn. Để xem coi sẽ như thế nào đây. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Ok, chấp thêm một con ma mèo luôn các bạn. Rồi ok, rồi, chuẩn bị. Quay vòng tròn, chuẩn bị bay lên trời nè. Chuẩn bị bay lên trời nè. Bay lên trời không? Mình không biết nó bay lên trời không nữa. Để coi coi như thế nào. Oh my god. Rồi, mấy con kia chuẩn bị. Wow, bay lên trời rồi nè, bay lên trời nè. Không, ui nó không tấn công các bạn. Wow, đó đánh nhau kìa, đánh nhau kìa. Wow, đánh nhau rồi. Wow, giữ các bạn, giữ thiệt. Ui, bây giờ tụi nó tự đánh nhau luôn rồi. Tụi nó bị khùng rồi, tụi nó bị khùng rồi. Ok, nhưng mà các bạn có thể thấy là nó đã tiêu diệt được cái con ma mèo dễ dàng luôn bạn. Wow, bây giờ tụi nó đánh nhau nhưng mà các bạn có thể thấy không là cái sức mạnh của tụi nó quá là bền luôn. Nó đánh con ma mèo một cái một đúng không? Nhưng mà bây giờ tụi nó đánh nhau á, tụi nó đánh nhau quá trời luôn mà tụi nó không bị làm sao hết. Vậy là các bạn biết là sức mạnh của tụi nó như thế nào rồi đúng không? Hồi nãy con ma mèo đánh xỉu nó được, nhưng mà ma mèo không hạ gục nó được. Còn bây giờ á thì nó hạ gục con ma mèo rất là dễ dàng luôn. Chứ ma mèo không có xỉu nha các bạn. Rồi ok, bây giờ đó, nhảy lên nè, nhảy lên nè. Ôi chà, ủa sao không có con nào bị vậy, sao tụi nó đánh nhau không vậy trời. Ok, vậy bây giờ kết quả các bạn cho như thế nào á thì các bạn cho theo mình. SCP-096 vẫn là mạnh nha các bạn. Đây nó xỉu nè, nó đánh nhau xong nó xỉu nè, mấy này nó ngu vậy các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quyết định luôn. Bây giờ là SCP-096 giành chiến thắng. Tại vì sao? Tại vì SCP-096 á là tiêu diệt được ma mèo luôn. Ma mèo không có xỉu mà bị tiêu diệt. Còn SCP-096 bị ma mèo đánh xỉu được nha các bạn. Nhưng mà ma mèo không tiêu diệt được SCP-096. Đó, các bạn cũng đã thấy rồi nha. Rồi ok, và cảm ơn các bạn đã xem. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cùng với đó sẽ bán cáo, bấm nhiều bán cáo nếu các bạn là fan cho chúng muốn hộ nha. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.